giờ Bella chờ mẹ ngoài, Bella thấy lâu quá không? Tại vì đông người quá à, người ta bắt phải xếp hàng cách xa nhau á, đâu có cho nhiều người làm việc cùng một lúc đâu. À hả, chờ mệt luôn á Bella biết không? Rồi nay nắng ấm quá, đại ca mặc quần sọt luôn kìa. Cả mặc áo đầm luôn nè, mẹ cũng mặc áo đầm luôn nè. Gia đình mình hôm nay mặc đồ summer. Cái xịt hả? Nè, xịt khử trùng nè. À, nhân viên người ta kéo cái đồ, kéo đồ vô nè. Này đông quá chừng phải đậu xe kính hết.